Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ là ngày 6 tháng 7. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua ngày thứ năm, ngày 7 tháng 7 rồi. Bây giờ là khoảng chừng 8 giờ tối giờ Cali. Và hôm nay đây Thuận tiếp tục chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin nổi bật và đặc biệt đó chúng ta sẽ nói tới tình hình kinh tế nói chung. Chúng ta cũng sẽ dành một thời gian để mà nói về tình hình của công ty Voyager. Tại vì tối ngày hôm qua đó thì Voyager đã chính thức khai phá sản chương 11 và chương một nghĩa là gì và bây giờ đã tình hình ra sao và chúng ta cũng có một số những cái diễn biến rất là thú vị liên quan tới voi trời tôi muốn chia sẻ với các bạn và đương nhiên chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay và cũng đã hai tuần rồi chúng ta không nói nhiều về tình hình on chain lý do là tại vì gần đây chúng ta đã thấy được là có rất nhiều người đã rút tiền ra khỏi những cái dịch vụ những sàn giao dịch cho nên nó sẽ có một cái sự ảnh hưởng đối với tình hình on chain nhưng mà tôi nghĩ là tới hiện bây giờ thì mọi thứ nó cũng đã có cái sự dịu là một chút người ta vẫn còn rút tiền nhưng mà so với lại hai tuần đầu thì nghĩ là cái khối lượng nó sẽ nhiều hơn cho nên chúng ta cũng sẽ dành một ít thời gian để mà nói về tài liệu on chain ở phần cuối của video này Đầu tiên hết thì chúng ta có thể nhìn thấy được là những chỉ số chứng khoán hôm nay ra sao Thì các bạn đã thấy được là chỉ số chứng khoán hôm nay đó cũng là một màu xanh Không phải là xanh đậm lắm nhưng mà cũng là một cái sự hồi phục tiếp tục Chúng ta thấy là chỉ số Nasdaq đó thì tăng 0,35% Tương tự chỉ số S&P 500 cũng tăng phần trăm như vậy Và Dow Jones sẽ tăng ít hơn một chút, tăng 0,23% Nhưng mà chúng ta có phải là nhận được thông tin tốt ngày hôm nay hay là không thì không phải đâu các bạn Hôm nay chúng ta thậm chí nhận được những thông tin cũng không có phải là tốt đâu mà cũng là xấu liên quan đến Fed Và chúng ta đã thấy được là Fed hôm nay ra cái tài liệu hợp của cách đây 3 tuần Các bạn đã nhớ là Fed sau khi mà hợp thì chúng ta sẽ không có cái tài liệu ngay lập tức mà ba tuần sau chúng ta mới thấy cái văn bản thật sự và hôm nay văn bản đã có và Fed đã nói gì thì cũng không có gì là quá bất ngờ đâu chúng ta đang thấy được là Fed cũng nói tương tự như là lời chia sẻ của chủ tịch John Powell nói là trong cái đợt mà hợp tới đây của Fed á tháng 7 này thì khả năng là sẽ tăng trong phạm vi từ 50 cho đến 75 basis point có nghĩa là tăng 0,5 cho đến 0,75% lãi suất thêm nữa thì điều này chúng ta cũng đã biết rồi và thêm vào đó đó thì uh, Fed cũng đã nói là nếu như mà phần trăm lạm phát không suy giảm đó, thì họ sẽ có những biện pháp mạnh hơn nữa thường đó thì những câu nói này sẽ dẫn đến là mọi người uh, lo lắng và mọi người lo lắng sẽ dẫn đến thị trường màu đỏ nhưng mà ngược lại hôm nay đây chúng ta không thấy cái phản ứng đó tiếp theo nữa chúng ta lại nhận được thêm một thông tin thông tin nói chung đó là thông tin tốt đối với lại người dân lao động ở Hoa Kỳ nhưng mà đối với lại quyết định của Fed là một thông tin xấu đối với nhiều nhà đầu tư Đó chính là báo cáo của bộ lao động thì tổng số việc làm tháng 5 là 11,25 triệu Thì vẫn giảm so với lại cái số lượng việc làm có hồi tháng 4 là 11,68 triệu Nhưng mà cái mà quan trọng ở đây đó là tháng 5 chúng ta có 5,95 triệu người được tính là thất nghiệp có nghĩa là họ là những người mà đang đi tìm việc làm. Nghĩa là cái số lần việc làm tháng 5 đó chúng ta có là tới 11,25 triệu mà cái số lượng người đi kiếm việc chỉ có 5,95 triệu mà thôi. Có nghĩa là cái số lượng việc làm vẫn gấp đôi cái số người tìm việc đương nhiên đây là chúng ta nhìn chung chung mà thôi chứ thật ra cái số lượng người tìm việc và cái số việc mà có đó có hợp lý hay không đó là một chuyện khác nữa giống như là các bạn là một người làm việc văn phòng đi bây giờ một người làm việc văn phòng mà chúng ta lại có nhiều nơi nhiều công xưởng nó mướn người để mà làm máy móc hay là mướn người để mà làm dịch vụ quán ăn thì đương nhiên là không hợp lý rồi cho nên chúng ta thấy được là đây là con số tính chung mình thôi nhưng mà ít ra chúng ta vẫn thấy được là tiếp tục ở Hoa Kỳ phần trăm thất nghiệp có thể là sẽ tiếp tục rất thấp ngày mai chúng ta sẽ biết được à, thông tin chính thức khi mà có thường sẽ chia sẻ với các bạn nhiều này nghĩa là gì điều này có nghĩa là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh hơn nữa và tiếp tục một thời gian dài đó là điều mà trước đây sẽ khiến cho thị trường là một màu đỏ nhưng mà ngược lại chúng ta thấy điều gì chúng ta thấy thị trường hầu như không có phản ứng có thể là nhiều bạn đã chán nghe thường chia sẻ về Fed rồi tối ngày cứ nói Fed hoài thường cũng chán luôn chứ đừng nói là các bạn nhưng mà thật ra đây là một trong những yếu tố gây sức ảnh hưởng gần đây nhưng mà một ngày nào đó tôi hy vọng là chúng ta cũng sẽ không có còn quan tâm đến phép nói gì nữa Thị trường cũng sẽ tự đứng dậy khi mà mọi người đã chai với cái thông tin này rồi Và tôi hy vọng chúng ta đã gần đến cái điểm đó Hôm nay thị trường ít ra hầu như không phản ứng đối với những cái thông tin này Còn về pre-market ra sao? Pre-market thì bây giờ đó thì hợp đồng tương lai chúng ta thấy được là cũng xanh một chút à, không phải là xanh lắm nhưng mà chúng ta vẫn thấy được một màu, màu xanh đó chính là Nasdaq Futures S&P Futures và Dow Futures cả ba chỉ số hợp đồng tương lai này đều là xanh hiện tại. Còn về một cái lĩnh vực khác đó chính là dầu thì ra sao? Dầu đó thì các bạn thấy được là cuối cùng cũng đã xuống dưới 100 đô. Hôm nay giảm thêm một chút nữa ở mức là hợp đồng một thùng dầu đó là 98,25 đô cho một thùng dầu. Và khi chúng ta nhìn vào giá dầu đó thì các bạn thấy được là có rất là nhiều người hầu như là mọi người đều không đồng lòng là giá dầu sẽ đến mức nào chúng ta có thể thấy được là những ngân hàng lớn đó chúng ta nói tới à, có ngân hàng nói là 65 đô ngân hàng nói là 380 đô trong thời gian tới đây chúng ta có thể thấy được là chi tiết hơn đó thì uh, JP Morgan thì JP Morgan là ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ thì nghĩ là trong thời gian tới chúng ta thấy được là cái hợp đồng dầu đó sẽ lên tới 380 đô cho một thùng dầu có nghĩa là chúng ta nhìn vào giá hiện tại đi chỉ có là 98 đô mà thôi 380 đô thì là tăng gần như là 4 lần Thì lý do tại sao mà ngân hàng JP Morgan này nghĩ là giá dầu có thể lên tới mức đó Tại vì nghĩ là nếu như mà cái sự căng thẳng giữa nước Nga với lại G7 đó tiếp tục tăng lên thì có thể dẫn đến là giá dầu tiếp tục tăng lên nữa Nhưng mà ngược lại đó thì ngân hàng Citigroup cũng là một ngân hàng lớn Thì đây nói là không đâu, Họ nghĩ là giá dầu đó sẽ tiếp tục giảm và có thể giảm xuống cái xu hướng là 65 đô năm nay và năm sau đó có thể xuống còn có 45 đô mà thôi. Đó là cái suy nghĩ của CD Trip các bạn đã thấy được là bất cứ một lĩnh vực nào chúng ta cũng thấy là bất cứ ai đưa ra nhận định về giá cả đó đó chỉ là một nhận định mà thôi dựa theo cái ước tính của họ chứ đương nhiên không ai biết được tương lai ra sao đâu. Ngay cả dầu các bạn cũng đã thấy được là cái nhận định đó, nó cực kỳ thấp hoặc là cực kỳ cao hiện tại thì lý do tại sao mà CD Group nghĩ là giá dầu sẽ giảm tại vì họ nghĩ là sẽ có suy thoái tài chính và người ta cũng sẽ chi tiêu ít lại sẽ dẫn đến là giá dầu cũng sẽ đi xuống theo và chúng ta cũng thấy một số những cái dấu hiệu đổi chiều Ít ra đó đây là một số những dấu hiệu ít mà thôi nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cũng à, là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải nói tới đó chính là ngay cả cái phần trăm mà lãi suất mà các bạn mượn tiền để mà mua nhà đó 30 năm đã giảm xuống còn 5,74 à, từ 5,84 thì chúng ta thấy được là một trong những cái yếu tố quan trọng liên quan tới giá nhà ở Hoa Kỳ đó chính là phần trăm lãi suất bao nhiêu. Tại vì lãi suất càng cao đó thì càng ít người mượn được và ít người mượn được nhiều tiền khi mà chúng ta thấy ít người mượn được hay là ít người mượn được nhiều tiền thì đương nhiên sẽ dẫn đến là ít người đi mua nhà và mua nhà với giá cao thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá nhà giá nhà cũng phải sẽ giảm xuống theo thời gian tùy theo là cái nguồn cung cầu nhưng mà chúng ta thấy được là ngay cả bây giờ thì um, ít ra chúng ta cũng thấy được là cái phần trăm lãi suất cũng đã có dấu hiệu giảm một chút mặc dù là fed vẫn tiếp tục nói là sẽ tăng lãi suất và để các bạn hiểu được cái sự ảnh hưởng giữa cái phần trăm lãi suất với lại cái số lượng người mà mua nhà bán nhà là, là như thế nào thì chúng ta tính một năm trước đó so với bây giờ thì cái số lượng người mà họ refinance có nghĩa là họ mượn lại đó với cái mức thấp hơn đã giảm 78% và cái số lượng hợp đồng mà mua nhà đó mượn tiền mua nhà đã giảm 17% trong vòng một năm đó là cái sự ảnh hưởng khi mà cái phần trăm lãi suất tăng lên còn về Fed thì đợi hợp kế tiếp là khi nào? Một số bài hỏi thuận thì chúng ta có thể thấy được đợt hợp kế tiếp của Fed là ngày 26 và ngày 27 tây tháng này. Có nghĩa là chúng ta còn tới cuối tháng thì mới biết được cái cuộc họp đó. Và khi mà đến gần thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm là những cái hợp đồng tương lai bây giờ đang ước tính là Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào. Thôi như chia sẻ thêm với các bạn. Còn giá vàng thì ra sao? Thì hợp đồng vàng đã chúng ta thấy là ở mức vẫn dưới 1.800 đô. Thì bây giờ là một ounce vàng hợp đồng là 1.742. Chúng ta vẫn tiếp tục thấy giá vàng dưới 1.800 đô. Bây giờ chúng ta đang tiến về 1.700 đô. Đây là cái giá mới nhất của hợp đồng vàng còn về crypto thì ra sao chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC đó thì nói chung vẫn tương tự như ngày hôm qua vẫn nhích một chút mà thôi chúng ta có thể thấy được là Bitcoin đó là mức là 20.391 ở thời điểm hiện tại thì nói chung so với mức này ngày hôm qua thì tăng 2,7% Ethereum đó thì tăng 5,5% những đồng khác cũng tăng tương tự như các bạn thấy là BNB, XRP nào vân vân và chúng ta có thể thấy được trong một cái top 100 này đó thì đồng tăng nhiều nhất là Sandbox tăng 10,6% còn xuống nhiều nhất đó là The Classic USD xuống gần như là 10% hôm nay nhưng mà những đồng khác thì xuống phần trăm cũng không đáng kể lắm chúng ta có thể thấy được một cái thống kê chúng ta cũng thấy là từ năm tới bây giờ đó nếu như mà chúng ta so sánh Bitcoin với những cái chứng khoán lớn của Hoa Kỳ thì Bitcoin đó so với là những chứng khoán lớn thì ra sao các bạn thấy được trên màn hình chúng ta có những công ty lớn như là từ đầu năm tới bây giờ đó 6 tháng đầu tiên thì chúng ta thấy được là những công ty như là Apple, Microsoft, Alphabet thì xuống khoảng chừng là 23 tới 25%. Những công ty khác như là Amazon, Tesla và Zoom thì xuống từ 35 cho đến 40%. Còn những công ty khác như là Airbnb, Pinterest, Nvidia, Uber, Meta thì xuống xoay quanh mức là khoảng chừng 50 tới còn Bitcoin xuống đó là 60% từ đầu năm tới bây giờ Nhưng mà chúng ta vẫn thấy có một số những công ty Chứng khoán lớn khác uh, đi xuống phần trăm nhiều hơn Bitcoin Giống như là PayPal xuống 62% Etsy xuống 64% Netflix xuống 70%, Snap xuống 72% và Spotify xuống 74%. Thì nói chung, là chúng ta có thể thấy được là Bitcoin, đó, cái sự lên xuống từ đầu năm tới bây giờ thì cũng tương tự như những công ty như là Meta hay là PayPal. So với những công ty lớn như là Apple, Microsoft, Alphabet thì xuống phần trăm 25%. Nhưng mà nói chung, chúng ta nhìn những công ty lớn tại Hoa Kỳ thì từ đầu năm tới bây giờ ra thực sự cũng rất là tả tời. Các bạn đầu tư vào Netflix đó, thì đầu năm tới bây giờ các bạn đã mất 70%, còn nhiều hơn cả Bitcoin nữa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coi98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví tài trang, Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X Và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 nhưng mà điều mình thường muốn dành nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Voyager. thì tối ngày hôm qua đó các bạn cũng đã thấy cái thông báo là Voyager đã chính thức khai phá sản. thật ra họ khai phá sản chương 11. thì chapter 11 là gì? Thôi sẽ chia sẻ với các bạn. thì uh, tài sản ước tính của Voyager hiện bây giờ là từ 1 tỷ tới 10 tỷ. Thường cảm thấy được là cái khoảng cách này nó khá là xa 1 tới 10 không có rõ ràng. À, với lại cái khoản nợ của họ đó cũng ước tính tương tự 1 tới 10 tỷ và công ty này là trụ sở tại Canada ở Toronto là có tổng cộng bây giờ ước tính tới 100.000 chủ nợ. Đương nhiên những người mà gửi tiền vào sàn đó khi mà sàn mà phá sản thì sẽ trở thành chủ nợ. Thì chúng ta thấy được là tất cả tài sản đó uh, sẽ tính chung với nhau. Nhưng mà để chi tiết hơn đó thì tại sao một công ty lại khai phá sản chapter 11 hay là nhiều người uh, gọi là khai bảo vệ phá sản là gì? thì để hiểu đơn giản đó, phá sản thì chúng ta có nhiều cách để mà khai thường đó, nếu như mà một công ty mà coi như là ngưng hoạt động hoàn toàn và bán hết tài sản phá sản đó là họ sẽ khai chapter 7 coi như là chương 7 chương 11 này đó để hiểu đơn giản đó đây là khai phá sản để được bảo vệ bởi to có nghĩa là gì có nghĩa là khi mà khai phá sản chương 11 này nếu như mà to chấp nhận đó thì trong thời gian đó đó công ty này sẽ đưa ra một cái chiến lược gọi là tái cấu trúc công ty cho tòa xem và nếu như mà được chấp thuận đó thì trong thời gian đó khi mà tái cấu trúc công ty đó để có thể dày dựng lại thì sẽ được bảo vệ bởi những cái chủ nợ nhưng chủ nợ sẽ không thể lấy tài sản công ty được cho công ty này một cơ hội thì đó là cái chương mà đã được khai bởi Voyager là chapter 11 chapter 11 thì ngay sau đó chúng ta đã thấy được là rất nhanh chóng họ cũng đã đưa ra một cái chiến lược chiến lược này đó thì vẫn chưa được bỏ phiếu xong tại vì những cái cổ đông phải bỏ phiếu rồi sau đó phải nạp lên tòa, tòa phải chấp nhận thì họ sẽ làm cách nào để mà trả tiền lại cho những người mà đang gửi tiền thì để hiểu đơn giản đó chúng ta có thể thấy được là công ty trời họ nói là họ có tổng cộng là 110 triệu tiền mặt hiện bây giờ nhưng mà cái số tiền mặt này đó chỉ đủ cho họ để mà tiếp tục hoạt động trong thời gian mà họ đang khai phá sản chapter 11 này mà thôi còn lại đó thì họ có 350 triệu tiền mặt Nhưng mà cái số tiền này đó là họ lưu trữ cho khách hàng Chứ không phải là tiền của họ Số tiền này là đang được lưu trữ ở ngân hàng có tên là Metropolitan Commercial Bank Rồi phần còn lại đó thì Voyager có khoảng chừng là 1,3 tỷ đô la crypto ở trên nền tảng của họ, cái số tiền này họ cũng đang lưu trữ cho khách hàng Còn cái phần cuối cùng đó là 650 triệu là họ đang cho 3L Capital mượn Nhưng mà các bạn đã biết là 3L Capital cũng đã khai phá sản giống như, như họ rồi Thì với cái số tiền hiện tại đó, có phải họ sẽ trả hết cho những nhà đầu tư hay là không? Thì không phải đâu các bạn Cái chiến lược của họ đó là không phải trả hết cho những nhà đầu tư Theo thường hiểu đó, thì trước hết những người nào mà đang lưu trữ tiền mặt ở trên Voyager tiền mặt Chứ không phải là đồng ổn định có nghĩa là tiền mặt trong ngân hàng đó thì các bạn đang lưu trữ tiền mặt thì cái số tiền mặt đó được lưu trữ bởi ngân hàng Metropolitan Commercial Bank thì ngân hàng Metropolitan này đó là sẽ trả lại số tiền đó cho các bạn nếu các bạn lưu trữ tiền mặt. Thì tại sao chúng ta lại biết điều này thì dựa theo những văn bản mà người ta chia sẻ trên mạng đó thì những đơn vị mà được bỏ phiếu đó thì không có đơn vị là chủ nợ tiền mặt. Có nghĩa là nếu các bạn giữ tiền mặt thì có thể các bạn sẽ được trả và Voyager cũng nói tương tự, khi mà mọi thứ ổn thỏa họ sẽ trả tiền mặt lại cho những người đó. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp là đương nhiên tôi gửi tiền trên Voyager thì tôi đâu phải gửi tiền mặt đâu, gửi tiền mặt đâu có lời. Tôi gửi crypto để lấy lại thì crypto đó nó sẽ như thế nào? Thì họ sẽ bồi thường ra sao? Thì dựa theo cái chiến lược này của Voyager đó thì đây là cái thuyết chính thức đến từ CEO của công ty. Thì CEO đó chính là Stephen Ehrlich của Voyager đã nói là sẽ bồi thường bằng bốn cách cho những cái người mà đang có tiền ở trên Voyagers. Đầu tiên hết đó là những người đó sẽ nhận được một phần Một phần mà thôi chứ không phải là tất cả cái số crypto họ gửi Họ chỉ nhận được lại một phần mà thôi Phần kế tiếp đó họ sẽ bồi thường là những cái số tiền mà họ đòi được từ 3 Capital Thì khi mà 3 trả họ sẽ trả lại cho những cái người mà gửi tiền các bạn đã biết là khả năng này hầu như là không có Tại vì 3 cũng chẳng còn tiền để trả họ đâu tới 650 triệu lần còn phần kế tiếp đó là họ sẽ gây dựng thêm một công ty mới. Công ty mới này đó là họ sẽ phát hành cổ phiếu và họ sẽ dùng một phần cổ phiếu đó để mà bồi thường cho những nạn nhân và phần cuối cùng đó là họ sẽ bồi thường với lại cái token vouchers thì đương nhiên đây là một trong những cái mà có thể là những bạn nào mà đang lưu trữ tiền trên Voice sẽ không muốn nghe tại vì nhiều người nói là tôi chỉ muốn lấy lại crypto thôi chứ tôi đâu có muốn à lấy lại những thứ như là cổ phần công ty hay là lấy lại cái Voice token đâu nhưng mà đây là cái đề xuất được đưa ra bởi công ty Voyager để mà bồi thường cho những cái chủ nợ Nói chung thì họ không có đủ cái số tiền để mà trả lại cho tất cả mọi người Họ chỉ trả lại một phần, còn phần còn lại đó họ sẽ trả như là thân mới vì chia sẻ Tiền mà được thu lại bởi 3 Arrows đó, nếu có họ sẽ trả một phần còn à, phần còn lại là chia một phần cổ phần của công ty mới họ sẽ gây dựng thêm một công ty mới à, và chia cổ phần và token voyagers đó là cái đơn mà họ đề nghị và đây là cái à, cách mà họ muốn tái cấu trúc lại công ty và ngay sau đó thì chúng ta cũng nhận được thông tin là chúng ta đã nhớ là alameda à, đã cho voyager một cái đường tín dụng cho vay thì chúng ta đã biết là alameda là công ty đứng sau lưng là sam bankman free của sang ftx thì họ không thích À, cũng giống như là nhiều người họ hoàn toàn không thích cái cách làm việc này của Voyager tổ chức một công ty mới rồi bồi thường như vậy cho nên họ đã bỏ phiếu là không chấp nhận cái đề xuất này của Voyager và đề xuất này thì bây giờ đã vẫn đang chờ được bỏ phiếu xong sau đó, đó thì mới nạp lên tòa và phải được vang tòa chấp nhận thì mới coi như chính thức thì bây giờ vẫn là chưa Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got